đồ ai là chị Cát Tường. Không sao. Dạ. Chứ hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung vô việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong trường luôn. Rồi tới gì nữa? Tự nhiên lúc đó em run mà. Vậy em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Đó là hôm đầu tiên của em, hôm đầu tiên luôn hả? Dạ đó, là hôm đầu tiên bị ép buộc đúng không? Không hả? Đây gần như là vậy đó chị. Sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. À, em tên là Nguyễn Hùng Cường, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NGS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn. Không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ, ở Cộng Hòa. À, mình cũng ở Cộng Hòa luôn. Mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ, không biết à. Hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ, cũng gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh gì ha? Bình Thuận Tân Cát. Cát hả? Dạ. Đồi cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. À, nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương, ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín, rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi, hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn, hình như bạn 90 mấy ký á. Khoảng 92 được không bạn? Dạ thôi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh, quyền lên rồi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Biết hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ. Nói nhiều chứ chắc dạ. Giữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là nam nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Dạ. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm chị. Dạ từ từ em ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đã xảy ra rồi mà? Mình phải nhìn thấy chứ. Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác. Độc ác. Rồi. Rồi, nói một câu xanh rờn độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là một cô ở đó. Anh vậy đó hả? Dạ. Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, xét đánh vậy đó. Vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ, cũng xác suất là cũng 3 lần thì một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả 100 lần vậy đó hả?
Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần đó, nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. À, vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên đây hơi hoang mang rồi nè. Thôi anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Đấy, câu hỏi được chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sao trên xe đò chưa gặp mối tình nào mà gọi là mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á. Là cái mối tình thời sinh viên á anh Quỳnh Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ, cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai chào chị Cát Tường. Hôn sao, hôn sao? Dạ. Cái hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong trường luôn. Hôn là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? À, tự nhiên lúc đó em run anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Là bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Rồi sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chứ có nút gì hôn. Nhưng mà này nè. Dạ. Người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình người ta. Làm gì cưỡng thì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạn quá không? Dạ mạnh dạn quá em cũng sợ nhưng mà vẫn thích, tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không, em đã cho phép ở cái vế trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha? Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm vậy. Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Nhiều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này, tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm mà không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá, cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn. Thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chứ khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng mà 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi bắt đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy... nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ cho mày. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội. Và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vậy là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy. Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ? Ví dụ như là anh hai mở lòng đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Rồi... không, cái này là em chắc chắn luôn chị.
Dạ tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh cho một mớ, cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cảm ơn lên. Chào anh. Chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. À, anh là 19A Cộng Hòa này. À, nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc chân thành nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết. Tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa. Nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. À, đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn. Chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Yeah. À, và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau thì lúc đó mới cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Ừ. Dạ. Thôi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1 hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân, cái vụ hồi nãy đó phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút đúng xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết cách, đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Ừ, một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ nắm tay nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc. Để tặng hai bạn nước xịt thân điện thảo dược tươi lắm. Hai bạn đẹp đôi đấy. Rất đẹp đôi. Hey, chúc mừng các bạn. Thì đối với em trong cuộc sống có người mình làm, người không mình làm. Thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Trong cái lời nói chúng ta đôi khi là phải cẩn trọng. Bởi vậy, đôi khi không có cái ý gì mà nói. Không ý gì nói nó hơi lố thôi. Đúng rồi. May mà có cô em gái cứu vớt. Không sao cả, họ rất dễ thương quý vị. Hai cuối cùng thì hai gương mặt gần như giống nhau. Và những người cái mặt gương mặt giống nhau á, thường thì rất có là cung, hạnh phúc. Có cung vợ chồng. Có cung vợ chồng với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, chào em. Chào chị. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Em tên là Bích Thủy, năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em đang làm việc gì, ở đâu? Dạ, nghề của em là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí hả? Dạ. À, dữ nha. Kỹ sư cơ khí nhưng mà em làm văn phòng á, thì nó cũng nhẹ hơn. Rồi, chúng ta sẽ nghe bạn trai giới thiệu sơ lý lịch của mình. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bình, 32 tuổi. Hiện tại kinh doanh là buôn bán linh kiện máy tính. Hiện ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện nay bạn ở đó với ai? Nhà mà riêng anh. Ở một mình luôn? Em kinh doanh riêng em làm. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba anh. Mối tình gần nhất đây là chia tay lâu chưa? Gần 2 năm anh. Lý do? Tại không hợp nhau. Cụ thể về cái gì? Hai người không cùng quan điểm anh. Không cùng quan điểm mà sao tới 2 năm mới phát hiện vậy bạn? Thì khi mà tìm hiểu để đến hôn nhân ấy chị. À. Thì người ta không chịu gì. Người ta sao? Không chịu chị. Không chịu? Dạ. Lý do tại sao ta không chịu bạn? Thì người ta đang muốn đi làm phụ giúp gia đình đó chị. Coi như bạn gái nó không hợp đúng không? À. Bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi, cho bên đây bạn nữ đang nghe. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết thương người.
biết lắng nghe. Còn khuyết điểm em là hay quên chị. Cái lại nữa em rất là dễ tính. Dễ tính hả? Dạ. Dễ tính tức là người ta ai nói gì cũng nghe hết. Dạ cũng tương tự vậy anh. Có mềm lòng như anh nãy không? Dạ không anh. Thôi để mình hỏi bạn nữ một tí. Tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á. Tuy là bình thường nó đi đứng thì nó bình thường nhưng mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm á. Không, chị thấy bình thường không sao. Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ, với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em. À, chào em. Không sao, rất lạc quan, rất tự tin, dạ. Bình thường. Anh xin chia sẻ một chút xíu này. Cái đó không may mắn trong cuộc sống. Nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó, họ cũng không quan tâm về điều đó đâu. Quan trọng là cái tấm lòng, quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi. Không muốn lo gì cả. Lúc trước em cũng nghĩ như anh, bởi vì em mới mở lòng ra yêu hai người. Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta, em sợ tổn thương. Em hỏi người ta có được hay không. Đó là người ta nói được, nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy. Bẵng đi thời gian em không tin nữa, nhưng mà bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi. Thử coi là em có nằm trong cái số may mắn đó không chị? Em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi. Cái quan trọng nhất là phải tôn trọng. Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị. Giờ anh á, ăn mấy tô mà để vô là múc hết tô này tô kia. Bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, rất là dễ thương mà. Thôi cái đó mình cho qua trong cuộc sống này thì mình không nhìn sao. Lên không ai, mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống nhiều người cũng bằng mình lắm. Dạ. Ha, mình cứ... Em thấy em may mắn lắm chứ. Ừ, có nhiều may mắn là... cuộc sống lắm. Rồi chia sẻ với em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Bạn trai nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào? Thì đối với em trong cuộc sống á, có người đành lặng, người không đành lặng. Thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Chỉ đơn giản vậy đúng không? Phấn đấu sống là hết sức quan trọng. Cái quan điểm của mình trong tình yêu là gì hả bạn trai? Thực lòng, yêu thương nhau, biết chia sẻ, quan tâm. Đơn giản là như vậy thôi. Đúng rồi, bạn bên đây cũng cần như vậy thôi mà. Hồi nãy mình đang chia sẻ thì anh Linh qua tới mình còn ngắt cái đoạn ưu điểm của bạn. Mình nói đang tới tự tin, lạc quan đó. Dạ. Em lạc quan lắm. Với lại em là một người rất là quan tâm gia đình, có hiếu với ba mẹ. Em có ưu điểm vậy thôi. Bây giờ bạn Nam có những cái tật xấu thế nào mình có thể chia sẻ bạn gái bên kia? Dạ, tật xấu của em là hay quên, với lại nữa là gì nữa? Đi xe đường đỏ nhiều đỏ. Trời ơi, bên đây người ta mới nói người ta không có thích không người được bạn nha. Trai mà không chấp hành luật lệ cái này là không có được luôn á. Tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy? Dạ, hả? Vô bệnh viện hả? Dạ không chị. Đi đâu vượt đèn đỏ? Thì em chạy quen rồi chị. Là... cũng không được nữa. Kì vậy? Anh nói đây á, vượt đèn đỏ là một hành vi hết sức là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ cho mình mà cho người khác nữa. Dạ. Đấy. Bất kỳ cái điều diễn ra thì anh nghĩ rằng không nên vượt đèn đỏ, cho dù có cái gì đi nữa, dù bận biểu hay một cái việc gì đó mà nó nhanh hơn nhiều đâu, một phút và tối đa hả? Dạ. Cái này anh khuyên là không nên làm. Còn tật xấu gì nữa không? Khai thiệt. Dạ không chị. Tật đó xấu quá rồi. Mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa? Dạ chắc cũng có chị. Bao giờ thì mình có thể cuối năm hoặc sang năm sau? Mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ rồi chị. Về tuổi tác bạn có đặt ra cái chuẩn gì không? Dạ không quan trọng chị, nếu mà hợp nhau được. Không, mặt rất là dễ thương. Chị tin em đó nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác lên. Còn bạn gái có đi mình với có ai, đi không? Ai không? Ai dạ không? Em đi với bạn thân của em. Rồi bạn em đâu? Chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Em chơi với Thủy 15 năm rồi. Em không nghĩ là Thủy kiếm khuyết ở cơ thể, bởi vì là ở Thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin, lạc quan. Và Thủy thì đặc biệt rất là chu đáo. Như em thì người bụng về cho nên đi là Thủy lo cho em từ A tới Á hết luôn. À, vậy. Với lại Thủy quan tâm bạn bè lắm, với lại đảm đang nữa. À, thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn. Thì với lại Uyên thấy anh này dễ thương lắm Thủy ơi. À, thấy anh không có ăn mặc, không có chỉnh chu á, cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm. À, anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em. Với lại bạn em rất là tự lập, có thể lo được hết mọi chuyện. Yeah, cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12. Dạ em cảm ơn. Để chuẩn bị Tết luôn đúng không? Hai chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Kéo màn. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Chào anh. Đến chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh.
Anh nói trước đi. Thì đối với em mà trong cuộc sống, một người như em á, thì em nghĩ sao? Nói chung em cũng muốn nó tròn như một người phụ nữ, sinh ra, lớn lên, kết yêu đương, kết hôn, có con. Nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vẫn vui vẻ sống thôi. Tại em lạc quan lắm. Em thấy cũng tội cho anh, tại vì lỡ mà anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn. Em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó. Không sao em. Còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình ra ngoài đời, mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào? Thấy cũng được anh. Được thế nào cụ thể? Dễ thương. Rất dễ thương chứ. Dạ. Lại nữa cũng rất là tự tin, thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy người? Hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái. Em thích người có hiếu với gia đình anh, có nằm trong cái số mà có hiếu với ba mẹ không? Nói chung cũng có. Theo em thì mình quen nhau á, bao lâu em cưới? Em không có quy định ngày tháng. Cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi. Cứ yêu đi. Rồi cảm giác thời gian nó tới thì cưới thôi. Vậy cưới xong rồi em cũng mấy đứa con? Em thích nhiều. Bởi vậy em thích 3-4 gì đó. Tại mỗi lần Tết hay là lễ gì á, nhà em vui, cháu chắc rồi nó đông vui, em thích như vậy á. Có đủ khả năng để chăm sóc, để nuôi vợ con không? Dạ đủ. Tự tin ha. Rồi, mọi người nói một câu, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Gặp nhau ở đây á, thì chưa biết nhau gì nhiều. Thì anh cũng hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng hy vọng anh cho em cơ hội. Mình không có nói vậy. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội. Dạ. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội. Cơ hội chúng ta đều ngang nhau. Dạ. Chúng ta cho nhau cơ hội nha. Dạ. Mới đúng nha. Dạ. Nào hãy để tay nút bấm đi các bạn. Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn, một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói một câu là đó, em đi mà bạn ấy lo cho em từ A đến Á là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn, không sợ điều gì cả. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Quyết định 3, 2, 1. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy bạn trai vừa điểm một, bạn trai bấm liền luôn. Cho anh cơ hội anh. Đây, chúc mừng các bạn nha. Cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Chị nào hãy nắm tay đưa bạn gái xem phim. Cảm ơn anh. Rồi. Anh đi trước. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Điểm cần nói ở đây là Thận nói thẳng là Thận đã ly dị và đang nuôi con nhỏ, hiện đang 9 tuổi. Ly dị được 4 năm. Ồ vậy hả? À con theo cha hả? Con theo cha. Em cũng là một lần đổ vỡ. Lấy nhau ở đâu? Ở bên nhà em hay ở bên nhà anh? Đó. Ông chưa nói nữa nè. Tôi chưa hỏi tới mà trả lời dứt khoát lẹ hết giờ. Xin mời gia đình nhà gái. Trai tôi đang đợi nha. Nhanh gọn lẹ. Mời vợ trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên kia của Bức Rèm và cái toàn bộ khán giả một lời chào chân thương và trân trọng nhất. Em tên là gì? Dạ em tên là Trần Hoàng Đại Quốc Thuận. Là quốc... sao? Tên Trần là họ Trần, Hoàng là hoàng đế, Đại là nước lớn. Nói chung là tên em là Trần Thuận, là một người vua nước lớn ở họ Trần. Trời ơi. Trời ơi vậy luôn. Tên quá trời nổi luôn rồi. Em làm gì? Cuộc sống của em thì buôn bán bằng nghề tạo hình bong bóng nghệ thuật cho các em nhỏ ở các vùng quê và các tỉnh lân cận, trang trí các sự kiện và đám tiệc, cưới hỏi, event và tất cả cái vấn đề liên quan tới bong bóng dành cho những sự kiện lớn. Không, anh thích cái này lắm nè. Thuận nhiêu tuổi mấy rồi Thuận? Mấy nhỏ con anh cũng thích nữa. Dạ, năm nay em 38 tuổi chị Hồng Vân ơi. Thuận 38 rồi. Rồi bây giờ tới gia đình mình đó, mình giới thiệu nè cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Chào dạ em. Chào quý vị khán giả và cùng các bạn xem chương trình. Dạ em là Đào Thị Hảo, năm nay là 38 tuổi.
Dạ, quê ở An Giang, hiện giờ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán chị. À, em dạ. Làm ngành kế toán hả? Dạ. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Điểm mạnh của em là năng động, vui vẻ, hòa đồng, thích học hỏi. Còn điểm yếu thì hơi nóng tánh nhưng mà mau quên. Cái thứ hai nữa là có cái tính hơi cầu toàn. Tức là mình làm cái gì rồi, khi mình đã nhận rồi thì mình phải làm cho nó xong và cho nó dứt khoát. Có tật xấu gì không em? Tật xấu là có, ví dụ như trong tuần thì mình làm việc rất là năng động và nói chung tận dụng hết thời gian, nhưng mà khi tới chủ nhật là dường như là thích ngủ. Đúng rồi, ta làm nguyên tuần của chủ nhật thích ngủ chuyện bình thường mà. Là ngủ. Là ngủ thôi đó, dạ, mai ngủ. Mốt là chắc sau cái bữa nay là em không ngủ chủ nhật được rồi. Tại dạ. Phải dành cho người mình yêu để đi chơi chứ, đúng không? Dạ. Rồi, mời nhà trai, em có thể nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung là rất là nhiều công việc khi bước ra thị trường. Rất là cứng rắn giữa đám đông. Và làm mọi thứ là không ngại khó ngại khổ. Và làm có thổi mọi việc gì khi người ta cần đến mình thì mình sẽ giúp. Còn điểm yếu ở đây, điểm yếu mà khó khăn nhất của Thuận là thứ nhất là đi xe lớn không được. Cái đò không được á. Xe đò không được. Và cái yếu điểm thứ hai của Thuận đây là sữa không được. Tức là Thuận năm nay đã 38 tuổi, 15 năm qua Thuận chỉ mặc quần sọt đi các nơi đây đó, ví dụ từ An Giang lên Sài Gòn hay là đi các tỉnh lân cận, kể cả vùng ra vùng ngoài vẫn vậy, Thuận chỉ mặc quần sọt như thường ngày vậy đó. Cũng nói bình thường thôi mà. Không, tại vì mình muốn nói sự thật cho bạn nữ biết là như thế đó. Quan trọng. Thuận, dạ nghe. Sao là em không mặc quần dài được hay gì? Hay là em chỉ thích mặc quần sọt? Em chào chị. Chào cưng. Tức là khi con người mặc quần sọt thì thay vì bị đánh giá của rất là nhiều người nói là em giống 3D. Nhưng mà tại em vì em muốn mặc quần sọt. Chứ thứ hai là thấy con người em cứng rắn và mạnh mẽ. Em làm bất cứ gì theo cái khả năng của mình. Với trường hợp thứ hai cho em hỏi chị Hồng Văn là thay vì em để móng tay như vậy nè. Để nói trước mình là bạn nữ có chấp nhận được điều đó hay không? Tại vì móng tay này nó có liên quan với vấn đề là về cái nghề của Thuận là làm bong bóng. Rồi còn có điểm gì cần nói nữa không? Điểm cần nói ở đây là Thuận nói thẳng là Thuận đã ly dị và đang nuôi con nhỏ, hiện đang 9 tuổi. Ly dị được 4 năm. Ồ vậy hả? À con theo cha hả? Con theo cha. Cái việc mà em nuôi con gì có gặp khó khăn gì nhiều không? Lúc đầu thì cũng gặp khó khăn nhưng mà em cố gắng thì cuối cùng nước mơ giờ em đã nuôi được bé như bình thường. Tức là mình có cái cách mà cố gắng tiếp thu học hỏi rồi ra mới nuôi được bé như vậy. Rồi có nghĩa là một lần đổ vỡ rồi ha. Dạ. Rồi muốn hỏi bên đây còn mình thì sao cưng? Dạ em cũng là một lần đổ vỡ. Nói chung là cũng do hai bên cũng lo kiếm tiền quá, nhưng trong lúc hoàn cảnh đó mình cũng ít quan tâm. Em nuôi con cho tới 6 tuổi thì ảnh ấy cơ hội nói mình buôn bán chứ mình đi làm lu bu quá để anh chăm sóc cho, chứ mình đi đây đi đó thì không có chăm sóc con tiện bằng ảnh. Rồi mình cũng nhiều lần đấu tranh á chị Hồng Vân. Và giờ con là đang ở với ba đúng không? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa gặp con? Dạ từ lúc ảnh bắt đi là tới giờ là nói chuyện điện thoại thì được một hai lần, xong rồi ảnh không cho biết luôn là em không gặp được con. Dạ. Luôn là mấy năm rồi? Từ lúc ly hôn tới giờ luôn là 8 năm. Tám năm rồi. Dạ. Không gặp được con luôn. Dạ. Thôi chuyện buồn nó cho qua đi rồi từ từ mình giải quyết. Nước chảy về cội thôi mà. Có thể mọi người có một cái lý do riêng mà mình cũng chưa biết được. Vấn đề còn lại là bây giờ mình cái gì quá khứ cho nó qua. Chúng ta đang đi tìm những cái điều mới và hy vọng rằng mình sẽ chinh phục những điều mới đó để mình được hạnh phúc. Chị muốn hỏi Thuận á, một câu là Thuận mong mỏi cái người phụ nữ sắp tới của mình á sẽ cần những cái điểm gì, những cái đức tính gì? Tức là cái điểm mà Thuận cần người bạn gái sắp tới là biết quan tâm và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thông cảm cho nhau, những quá khứ đau buồn thì bỏ qua hết đi. Quan trọng là những ngày sắp tới sẽ làm những gì. Đúng rồi. Sau những ngày sắp tới. Nhưng mà Thuận khẳng định một câu rằng nếu được đến với Thuận, Thuận sẽ lo cho bạn đó từ ấm no đến hạnh phúc. Rồi còn em sao? Em mong mỏi cái người bạn đời của mình sau này như thế nào? Dạ, em mong mỏi là người đó phải là trung thực, với lại là chia sẻ, không có được gia trưởng, phải về ăn chung cái bữa cơm với gia đình. Chứ không có được đi hoài. Đó, ý em vậy. Em đi với ai? Dạ em đi chung với chị, với hai vợ chồng của cháu. Mời đại diện nhà gái. Hôm nay mình tới đây á, là mình thấy hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa. Mới á, mà mình thấy hai người có một cái, những cái mà tương đồng với nhau. Chị nghĩ á, là hai em á, là có thể là tìm hiểu tiếp được. Chị rồi. Mong muốn vậy đúng không? Đúng rồi. Thuận đi với ai Thuận? Dạ em đi với anh gỗ của em mà anh Đại Lâm. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở đây. Rồi chào anh. Thuận là em mất của Đại Lâm.
Nhưng mà cuộc sống sắp tới thì cũng như là Thuận là một cái anh chàng bán bong bóng, và cũng mong mỏi một cái gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình. Và thật sự là ba má của Đại Lâm bà Thuận 69-70 tuổi rồi, chưa ai dễ như ba má Đại Lâm, chưa bao giờ biết ai làm dâu bao giờ. Còn bản thân Đại Lâm là trước đây là vận động viên chuyên nghiệp đá cho An Giang, công an thành phố Hồ Chí Minh, một lớn là một đất Bình Dương. Còn Trần Thuận là bộ đội phóng viên và cũng là nghệ nhân bong bóng thổi bằng mũi đầu tiên của Việt Nam. Đại Lâm rất muốn bạn đặt đây bà Thuận sẽ có thể em hiểu thêm được cái gì đó cho tụi em sắp tới như thế nào. Tại vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, và bản thân tôi 49 tuổi năm 72 tôi vẫn chưa vợ, tại vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo quá, tôi không giúp được cho em mẫu tôi và tất cả gia đình, cho nên tôi tới giờ vẫn không lấy vợ. Tôi hy sinh vì cuộc đời tôi và ba má tôi và mẹ em tôi. Cảm ơn anh. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có một chút xíu cảm xúc từ anh của em ha Thuận ha. Dạ. Hy vọng rằng sau em anh lên mà thành công đó thì anh cũng có thể lên ngồi đây được ha. Đúng rồi. Chương trình sẽ hỗ trợ anh có thể sao kiếm sao? Một người sao hợp mời anh Lâm lên. Rồi, ok. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao cái đã. Chào em gái. Chào anh Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích cái người đó là không có trung thực. Ví dụ như mình đi đâu là mình phải báo và mình phải đi đúng. Mình đi không biết mình làm xong mỗi buổi chiều là mình phải về với ăn cơm với gia đình. Tức là dạ. Em muốn bữa cơm gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái mơ ước nó nhẹ nhàng thôi. Dạ. Mà đôi khi có những gia đình không có được điều đó. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay thì em sẽ trò chuyện với Thuận để tìm ra cái mấu chốt nào đó có thể hợp với mình nha. Dạ. Không, bây giờ mở rào thôi. Mở rào. Đầu đi Thuận. Có quà tặng em. Thì đó là đơn giản nhưng mà đã cả tấm lòng của anh dành cho em. Dễ thương lắm á. Trời dễ thương quá. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Thuận mở ra đi coi là cái gì Thuận. Rồi em nói cái ý nghĩa tại sao em tặng cái tượng kia. Dạ, ý nghĩa của cái bức tượng đó là giống như là nếu mà em với anh đến đây thì đã là một cái duyên đó. Nếu mà hai người cho nhau cơ hội đó để tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì em cũng muốn là mình sống với nhau đến bạc đầu giống như cái bức tượng đó, chứ không có nên thay đổi để lăng nhăng này nọ đi tìm người khác nữa, sống tới già. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Thì anh cảm nhận về em thì em rất là xinh, rất là đẹp. Nhưng mà có một cái là anh xin được nói thẳng với nhau đây là về vấn đề bữa cơm chiều gia đình. Tại vì thường thường ngày làm món bóng của anh đúng 4:30 hoặc 5:00 chiều là giờ cao điểm để thu nhập ngay giờ đó. Tại vì có những show người ta đặc biệt ngay giờ đó. Thành ra có thể không có bữa cơm gia đình ngay giờ đó được. Nhưng mà có thể mấy ngày khác chống thì ngày nào có thể ăn cơm nhà nguyên ngày vẫn được. Em thì nói chung là em rất là nghiêm khắc cả bản thân mình và trong gia đình những người thân luôn. Ví dụ như anh là, ví dụ sau này là ông xã em đi hoặc là con em, rất là nghiêm khắc. Em là kỷ luật lắm đó, anh thấy vậy đó. Tại vì em là mồ côi mà, em lo cho em út em từ nhỏ tới lớn và em cũng cưới hỏi hết luôn cho tụi nó. Và bản thân em là em cũng rất là nghiêm khắc với bản thân em. Về vấn đề đó thì anh giải thích cho em nghe là anh đã từng đi bộ đội và anh đã biết cách sống trong bộ đội như thế nào và nghiêm khắc như thế nào. Bộ đội là nghiêm khắc khác, còn ở đây là mình thực tế nè. Ví dụ đi về con ơi, con phải bỏ dép cho ngay, nón con phải máng chỗ nào và cặp con để ngay chỗ nào, con phải rửa tay trước khi vào ăn cơm. Ví dụ như vậy, đi học về đứa mặt phải thương người lớn trước rồi tới ăn cơm cũng phải mời. Em sợ em ngại chỗ đó thôi, nào thì em nói thật chứ anh thì em cũng chịu đó. Chứ em là anh đảm bảo nếu mà anh đã chọn em thì không có ai qua nổi em, khẳng định tự tin như vậy luôn. Nói chung thì anh phải cố gắng lắng nghe những gì học hỏi những kinh nghiệm ngày sắp tới. Còn vậy thì anh cũng không biết nói sao, nhưng mà anh sẽ cố gắng chinh phục em trong những ngày thời gian sắp tới. Rồi một tuần, ví dụ như anh đi lên em một tuần được mấy lần? Anh ở An Giang hay ở trên đây? Em cho địa chỉ khu vực cụ thể, anh nhận show trên đây rất nhiều là nhiều. Nhưng mà tại vì do là anh chưa biết bạn nữ nằm vị trí nào. Ví dụ như bạn nữ lỡ mà nằm khu vực An Giang, em ở xã nào, khu vực nào? Em ở trên đây thôi đó. Thì cũng sẽ số gấp cho cố gắng sắp xếp.
lên thăm em. Lấy nhau ở đâu? Ở bên nhà em hay ở bên nhà anh? Đó. Anh chưa nói nữa nè. Tôi chưa hỏi tới mà trả lời dứt khoát lẹ hết giờ. Đúng rồi. Nó anh cứ mắt em hối đi không à. Đúng rồi đó. Lấy nhau ở đâu? Nơi nào thu nhập cao nơi đó anh sẽ sống. Đó anh cứ nói chung chung không mà sao xử lý tình huống được. Bây giờ em phải giới thiệu, bây giờ em ở Sài Gòn ở với ai? Em ở một mình. Nhà của ai? Dạ em ở nhà thuê. À nhà thuê. Hai đứa cùng thuê ở cũng được mà. Đó. Dạ. Rồi nếu mà về An Giang thì ở đâu? Em... ở đâu? Thuận. Về An Giang thì ở nhà em, công việc thì em sẽ cố gắng sắp xếp lo An Giang được. Khi em làm được cái toán còn cái chỉ cần chữ ký của em thôi. Là anh một chạy show bong bóng không kịp. Còn mặc sức đó hai đứa mà có đồng tiền thu nhập rồi mình sắm sổ và lo lắng những ngày hạnh phúc sắp tới. Đúng rồi đó, Thuận nói đúng đó em. Còn em muốn đi em du lịch về An Giang là rất là hợp lý. Bây giờ thôi giờ vậy, em đứng lên biểu diễn cho cô gái coi cái để biết cái tài nghề của em thế nào. Cho cái nhạc đi cho cô nghe. Tức là em thoải mái lắm. Hát bài Thảo. Thảo đứng lên hát Thảo. Dạ em xin gửi anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả, em xin hát bài Lâu Đài Cát. Rồi. Đêm dài nhớ người, nước mắt ơi sao rơi hoài, nhớ hoài giấc mơ xa xôi, đến rồi đi rất nhanh, hôm nào dưới bờ các ta trao bao câu thề, sẽ muôn đời luôn bên nhau, sao giờ đi chỉ mỗi em, lâu đài các mơ hồ, vâng mơ tình yêu. Hàng phi lao này đứng trông theo, còn thương ai nhớ ai, xe chàng mái xô bờ, vâng mơ tình yêu. Một mình ta mãi đứng bơ vơ, vì ai đã đi rồi. Anh này hay cái này nè. Bây giờ em để cái bong bóng xuống dưới kia đi. Bây giờ nè em kiếm bài nào hát, Thuận biểu diễn là một cái gì ấy, coi như là vợ hát chồng biểu diễn. Đúng rồi. Anh khoái coi này lắm không á. Bây giờ nếu mà em anh không ngại, tức là bây giờ gì nè. Nếu mà em thuộc bài bướm sinh á thì trong vòng chưa được nửa bài là con bướm nó ra xuất hiện rồi. Bài gì anh? Con bướm sinh đó. Con bướm sinh á. Hay là tại vì em muốn bài nào thì em hát thoải mái đi, anh không có nghĩ gì đó, nhưng mà anh cảm nhận được cái khuôn nhạc bướm đi em. Anh thích bướm. Kìa con bướm vàng, con bướm vàng xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bay ba vòng, bướm bay luôn ba vòng. Không biết tiếp tục lại ai tiếp tục đi. Một bông hồng cho em và một bông hồng đổi cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để thời gian lớn lên, đôi mắt hiền mẹ. Anh làm này thứ nhất là có nhạc, thứ hai là ngẫu hứng, là anh làm rất là nhanh. Ừ. Có gì nếu mà làm bị chập chừng là bị tâm lý là anh làm chậm lắm. Nhờ chiếc xúc tác của em làm nhanh lắm. Đó, bông hồng đẹp quá đó, kìa nhanh. Bông hồng nụ đang quang. Đó, bông hồng này bông bụp. Thực chất là cái bộ môn nghệ thuật này rất là hấp dẫn luôn nha em gái. Nếu mà làm cái nghề này á, nó thật sự là dư sống luôn. Tại vì nói chung với Thảo vậy nè, đơn giản, từ Long An đảo về tới thành phố Cà Mau, người ta chỉ đăng tin tìm Facebook, tìm chú Hề và người trang trí tàu hình bóng thì người ta đã tan tên Thuận vào đó rồi, là làm ra rất là nhiều thu nhập đó. Rồi bây giờ Thuận nói một câu gì đó cho bạn gái nghe coi, nói rất ruột rất lòng, mình có sao nói vậy coi, mình mà tiến hành bấm nút. Hôm nay đến với chương trình là một cái duyên, và anh có cảm xúc đối với em. Nói chung là mình phải tạo nhau cho em cơ hội để đến với nhau, anh sẽ lo lắng và quan tâm cho em cuộc sống sau này ấm no và hạnh phúc. Hay lắm. Rồi về vị trí ngồi.
Thuận đã làm hết lòng rồi. Thuận đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để chinh phục bạn gái. Còn vấn đề bạn gái có bấm nút hay không mới là điều quan trọng. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là người mà chúng ta có thể thích, có thể cùng chúng ta đi suốt cuộc đời thì bấm. Đừng ngại ngùng bấm bất kỳ lúc nào. Nếu thích là bấm. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Nào. Làng kinh. Nè. Rồi, nắm tay của Thuận. Anh nói là bắt đầu kể từ giờ phút này. Nắm tay chặt vô nha. Rồi, rồi. Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của cổ đi. Đúng rồi. Nắm tay đi, tại đây chín mươi đô. Rồi. Không còn sợ trúng mươi đô nữa chưa. À, nói chung như này Thảo, thì cơ hội chỉ đến hai mình một lần thôi. Mình phải giữ là cái hạnh phúc nhất. Một cơ hội chỉ lên bạn muốn hồi một lần thôi. Khi mình giữ tấm hình đẹp để sau này mình nhớ lại, lúc khi mà có con bé sau này nhớ lại hồi đó ba với mẹ đứng trên sân khấu này nè, là hãnh diện cả phút lắm á. Yeah. Tự ngại gì hết. Được đó. Phải giữ là hạnh phúc đẹp. Ví dụ bây giờ anh em thoải mái đi, chụp anh quay phim làm cho anh lấy bức ảnh, một cái bức ảnh đẹp cho anh. Để tay lên, để tay lên. Đừng ngại, đừng ngại chứ. Đó, để tay lên. Để sao là em lúc anh khách kỷ niệm đẹp lại. Rồi. Dạ, rồi ok. Hay quá, hay đó Thuận. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đi bên đây nè cưng. Tôi quà cáp bên đây sao nè. Nè. Muốn kết nối cặp này mà đúng không? À, điểm yếu thì em có thể là dễ tin người. Cho mượn mấy chục triệu. Cái đó thì không có, em không tin. Thấy chưa, vậy mình tin người. Em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á, mà em không biết anh chọc em á. Chứ bình thường mình phải là cho mượn liền đúng không? Được. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp, mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Thì xưa giờ đi làm mệt á, về nhà có thể không làm được một số công việc nhà thì cái đó mình có thể phụ sao? Mệt quá không nấu ăn được thì sao? Không sao, mình à, mình nấu luôn hả? Nấu cũng được. Thôi, khó nhưng mà không phải khó là không làm được. Hy vọng rằng cặp đôi ngày hôm nay sẽ trở thành vợ thành chồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết lời nói đầu tiên em xin chéo kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phùng Quốc Vinh và năm nay em 33 tuổi. Em hiện tại đang làm kinh doanh tự do ở đường ấp chiến lược Bình Tân đấy. Quê Vinh ở đâu? Em lớn lên mà sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê Vinh luôn. Rồi còn bên đây mình giới thiệu đi cưng. Dạ xin chào hai vị MC đáng mến của chương trình, chị Hồng Vân và em Quyền Linh. Em xin chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Dạ em ở quận 12 anh Linh ơi. 12 à. Cho hôm nay cũng gần đó nha. Bây giờ em trai em nói điểm mạnh điểm yếu cho bên kia nghe đi. Dạ điểm mạnh em là lúc trước là làm bếp, nghề bếp của em là cũng được 10 năm. Còn cái em có thêm cái nghề nữa là xong em làm cái mề bếp xong là còn đi làm thêm phục vụ được 3 năm. Là dạ. Em giỏi nha. Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau. Là cộng lại thì cũng được 7-8 năm đi về cũng được 4 lần, là 3 lần 4 lần. Là đi 1 năm mấy cái em về Việt Nam làm 1 năm mấy. Cái lại đi tiếp làm 2 năm mấy. Là bếp ở Macau á hả? Dạ làm bếp ở Macau cũng có làm qua rồi. Về Việt Nam làm bếp tiếp rồi cái lại đi qua Macau làm phục vụ. Trời giỏi nha. Coi như là có 10 năm mà làm về bếp rồi đúng không? Dạ cũng gần 10 năm. Có điểm yếu gì không? À điểm yếu thì em có thể là dễ tin người. Anh Quyền Linh mà em như là
nói mà nói đang nói giỡn với em mà em tưởng thiệt vậy đó, cái kiểu đó là dễ tin người. Cho em mượn mấy chục triệu coi. Cái đó thì không có, em không tin. Thấy chưa, vậy mà nó tin người. Em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á, mà em không biết anh chọc em đó. Chứ bình thường nếu ấy là cho mượn liền đúng không? Được. Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em là em là người rất là hoạt bát, em làm hết sức, chơi hết mình. Điểm yếu của em là lâu lâu em hay hơi quạo, quạo nhẹ thôi ạ, à, không có để bụng. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp, mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Quá nhanh thôi phải không? Dạ đúng rồi, em không có để bụng mấy chuyện đó. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình, một mối tình hồi sinh viên, kiểu như mối tình gà bông thôi chị. Một mối tình cách đây cũng khá là lâu, khoảng 6-7 năm. Em yêu xa về khoảng cách địa lý rồi tất cả mọi thứ, nên tụi em không có vượt qua được cái chuyện đó, cho nên tụi em nó chia tay. Em cũng cố gắng mở rộng những cái mối quan hệ của mình qua những cái lớp học, ví dụ em học thêm Anh văn hoặc là em học thêm về những chương trình marketing, rồi em cũng tham gia những cái app hẹn hò trên mạng. Nhưng mà những cái đối tượng đó thì thứ nhất là một là không hợp với em, hai là người ta không có tìm kiếm những cái mối quan hệ nghiêm túc, quay trên mạng thì hay vậy. Cho nên là tới bây giờ em cũng chỉ gặp gỡ người ta kiểu như là đi ăn uống, đi xem phim rồi thôi. Vậy cái mẫu hình lý tưởng của em á, em muốn như thế nào? Em thích một người dễ thương, chân thành, không có nói dối và yêu thương gia đình. Còn dạ, về ngoại hình thì sao? Dạ, dễ thương, dễ nhìn. Tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu. Em cao 1m bao nhiêu? Dạ, em chỉ cao 1m6 thôi. Cao 1m6, vậy bạn 1m65 là được rồi đúng không? Ở đây là hơn rồi đó. Em 1m65. 65. Đấy chưa, 1m65. Em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 6 năm. 6 năm mà sao chia tay nhỉ? Dạ, lúc mà em chưa đi nước ngoài là em quen trước rồi. Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen. Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi. Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi. 5 năm sau là 20 mấy tuổi bắt đầu. Họ đã thay đổi rồi. Họ không còn yêu mình nữa mà họ còn lừa dối mình. Chỉ là một cái hai tay thôi. Có lẽ làm đi nước ngoài lâu đúng quá rồi, do yêu xa đó, lòng yêu xa đó, yêu xa mới tình thứ hai thứ ba cũng là có thể là yêu xa. Nhưng mà bây giờ em đã coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa? Dạ, yeah, em không có đi. Không có đi nữa đúng không? Rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì siêng năng làm việc. Của em cũng dễ lắm, không 1m55 trở lên, da trắng, không quá mập cũng không quá gầy. Yên tâm nha. Dạ, cảm ơn chị. Không, dễ thương. Giống các phượng mà hồi còn trẻ. À, em không thích điều gì đàn ông nào? Dạ, em không thích bạn nam hút thuốc, nhậu nhẹt. Dạ. Có không em? Em có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em có không có nhậu nhiều. Hút nhiều không? Một ngày cỡ 5-6 điếu. Ừ, thôi bỏ bớt đi ha. Thôi, em đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em. À, chào mọi người ở trường quay. À, chào bạn Nam. Mình chơi với Vân thì cũng lâu mà 17 năm rồi nên là thực ra hôm nay tới đây cũng hơi xúc động một chút. Mình muốn hỏi Vinh là Vinh làm kinh doanh tự do như vậy á, sau giờ làm Vinh có hay phải đi tiếp khách không? À, không, không cần đi tiếp khách, mình buôn bán thức ăn thôi. Cái thời gian làm việc của mình nó có cố định không hay là mình làm tự do là có lúc nào có khách bây giờ làm? Bây giờ là mình chưa có mở bán, xong chương trình này là mình chuẩn bị mở, là bắt đầu mở luôn. Xong chương trình này là sẽ rất là bận rộn đúng không? Đúng là bận rộn một tí thôi chứ không có nhiều đâu. Như vậy mình có thời gian dành cho bạn. Chắc chắn là sẽ có bạn có thời gian. Tại vì bạn cũng đi làm. Sau cái thời gian bạn làm thì mới có cái thời gian để mà hẹn hò nữa. Tùy, đó là tùy mình thôi. Nếu mà mình không có quen ai hết thì mình lại tiếp tục mình là kiếm cái việc khác mình làm. Nhưng mà vậy nếu vậy mình quen bạn gái như vậy cái thời gian mình phải chia sẻ bớt với công việc như vậy rồi. Không. Cái đó tùy mình à. Mình tự do mà. Làm chủ mà. Tự do mình làm chủ. Mình hỏi là hồi nãy Vinh nói là Vinh thích một người phụ nữ mà có thể làm việc nội trợ tới xứ gia đình đúng không? Chứ. Nhưng vì Vân thì xưa giờ đi làm mệt đó. Mệt. Về nhà có thể không làm được một số công việc nhà thì cái đó mình sao? Có thể phụ không sao? À, là đó là mình chắc chắn mình sẽ chia sẻ. Mệt quá không nấu ăn được thì sao? Không sao, mình tự mình đấu cũng được. Như vậy thì rất là vui. Có lẽ là Vân thích nhưng mà Vân không thể hiện ra như vậy á. Nếu mà hai bạn cho nhau một cơ hội thì mình Hương hy vọng là Vinh sẽ có thể chủ động hơn một chút với mối quan hệ với Vân. Mình hiểu rồi. Bạn lo cho bạn quá à, xúc động ghê, làm tôi nhớ bà Hồng Đào ghê luôn. Rồi, mời em trai, em đi với ai? Em đi với Thiếm. Thiếm thấy... gọi thấy, là thấy được. Được không? Được. Cháu vô tương lai đó được không? Được. Với lại á, Vinh á, hồi đó giờ đi làm mà không có lo tương lai gì. Có gia đình. Bây giờ thấy có cái chương trình này á, Thiếp cũng thấy mừng, với là cha mẹ của Vinh cũng thấy mừng. Dạ.
Thì em có nói gì với cháu dâu tương lai không? Hay để cháu dâu tương lai cũng được. Cũng được ha, chịu không? Chịu. Chịu. Thôi, cảm ơn Thím, coi Thím chịu là được rồi. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Quá rồi. Em mở ra xem. Mở ra đi, mở ra đi cơ. Wow, một cái túi sách. Vân có thích không? À, dạ thích. À, em tặng anh một quyển sách. Tại vì em khá là thích đi du lịch cho nên là cái quyển sách này dạ đúng rồi, nói về những cái đất nước Đông Nam Á. Hy vọng là có cơ hội để em sẽ xem. Dạ. À, thật ra là hồi nãy em tính hỏi anh đó là anh có biết nấu ăn không, anh có thích nấu ăn không, nhưng mà bây giờ hồi nãy là em nghe nói là anh là đầu bếp cho nên là em thì biết nấu ăn và em cũng biết làm việc nhà, nhưng mà giống như hồi nãy Hương bạn em có chia sẻ vậy đó, nhiều khi em đi làm thì công việc của em nó cũng đôi khi nó đòi hỏi là phải tăng ca, ví dụ mà về em không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được bạn trai chia sẻ với em. À, anh hiểu. Dạ. Kiểu mà anh muốn là có người mình quen là phải có quan tâm gia đình. Dạ. Đi chơi cũng sao, đi chơi mà kiểu mà mình vừa phải thôi, cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước. Vậy okay. Thôi. À, quan điểm của anh á là cần bạn gái chung thủy, siêng năng chút thôi, rồi chia sẻ, quan tâm, chỉ cần vậy đó. Dạ. Dạ, siêng năng với anh được nghĩa là như thế nào? Ví dụ như em thích ngủ nướng hoặc là em có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà ví dụ như em thích ngủ nướng, em không thể nào mà dậy sớm nấu đồ ăn sáng, hoặc là không em không thể nào mà dậy sớm để là việc nhà chẳng hạn. Dậy sớm thì trễ cũng sao, mình miễn sao là mình có trách nhiệm như thôi, là, miễn là em làm hết được công việc thôi. À, đúng rồi, không sao. Dạ. Mà không làm hết cũng không sao, nó lâu lâu thì anh có thể anh là chắc chắn là anh biết làm việc nhà anh phụ. Dạ. Chứ không phải là nhất thiết là nam nữ bình đẳng, mà không phải là em làm hết em là gái, không phải. Anh có thấy là từ Bình Tân qua quận 12 là xa không? Anh là không phải ở quận Bình Tân. À, dạ. Anh bán ở đó thôi, nghĩa là chuẩn bị bán đó. Anh ở quận 11. À, vậy là xa thiệt. Quận 11, anh ở nhà anh ở quận 11. Dạ. Xa hơn hả Linh hay là xa hơn? Xa hơn, đi qua quận 12 xa hơn. Nhưng mà sáng nào cũng phải em định bán rồi quận Bình Tân thì ngày sáng nào cũng qua đó bán mà. Vì từ quận 12 là đó rất là gần, bán xong em gom tiền qua quận 12. Có gì đâu mà lo. Dạ. Anh muốn nói cho em biết vậy thôi chứ thì cái chuyện đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh à, có đứng về vấn đề gì. Anh Vương có thích đi du lịch không? Anh cũng thích đi du lịch. Dạ. Em có ngại việc làm dâu không? À, dạ không, chỉ vậy cho em hỏi là ba mẹ anh có khó? Ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh nói chung là khó thì không phải là khó, là nói chung là tốt bụng, có thể là ba mẹ chửi mình ấy là muốn mình tốt thôi chứ không phải là vấn đề gì hết. Có thể với người khác là sẽ khó chút xíu gì thôi. À, dạ. Có gì đó vấn đề gì không có sao, ví dụ là em con dâu đi chắc chắn là mẹ sẽ chửi anh nhiều hơn là chửi em. Dạ. Ví dụ mà có chửi đó, có dạ. La rầy gì đó, nếu mà mình có duyên á thì mẹ anh sẽ thích là em hỗ trợ anh trong việc buôn bán hay là vẫn ủng hộ em đi làm cái công việc của em đang làm? Không, không có nhất thiết, cái đó là tùy em thôi. Dạ. Cái đó là không có nhất thiết là bắt em là phải đi theo bán với anh, không có. Chứ là anh có gì của anh tự anh phải lo sắp xếp của anh. Nhưng mà nếu mà Vinh có cái nghề như thế thì rất là thuận lợi em à. Nếu mà em về em làm bà chủ quán đó, em ngồi em thu tiền, Vinh bán, Vinh làm đồ ăn, em quản lý, mời nhân viên thì có đó ngon hơn làm ngồi văn phòng. Cái đó là sự lựa chọn của em. Như vậy em chỉ muốn hỏi bạn thêm mà bạn có mong muốn là có một người vợ về phụ bạn hay không, hay là bạn vẫn tôn trọng cái công việc của người? Chứ em thì dễ lắm, có tiền em thích. Anh là dễ. Thôi bây giờ mình đứng lên mình hát bài nó tặng bạn gái, sau cái mình nắm cái tay bạn gái, cái truyền cảm xúc được cái mình bấm nút luôn đó, hát luôn Vinh. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vầng thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Vân anh
Vân. Vân. Vân muốn yêu Vân dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Ok. Vân. Vân. Anh muốn yêu em đầm sâu. Vâng, anh muốn yêu em. Anh đã thương em từ lâu. Vâng, yêu. Mình muốn yêu. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập. Rồi. Bấm nút là tạo cơ hội để xe duyên thành nợ, duyên nợ. Không biết ngày hôm nay có được hay không. 3, 2, 1 Hết thời gian. Trái tim đỏ thắm. Nay tôi xin giao nhỏ em gái của tôi cho anh đó, anh Vinh nè. Anh đưa cái đôi tay của anh ra. Rồi. Cặp đôi đẹp đấy. Làm thủ tục nè. Đúng rồi. Bây giờ hung, hung má vô nè. Bắt đầu. Dạ. Ngại cũng phải bị hung à. Trời ơi. Không sao. Trời ơi. Đẹp đấy. Rất là đẹp. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn sớm thông báo tin vui chương trình. Chúc hạnh phúc nhé. Rồi, dễ thương quá. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hiệu thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Cái nghề của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhà lầu, xe hơi và tiền, bạc và vàng, FDC em đều có hết. Đại gia, kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Con hơi khó tính, hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Dạ, ưu điểm của em là là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ướt. Dạ, em cũng mít ướt luôn. Vậy em hả? Mít ướt luôn. Chắc dạ. Như ngập lụt. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.